Chào các bạn đã trở lại với Khải Toàn. Tuổi Tý và cách cải vận. Tuổi Tý là nhóm người thông minh, lanh lợi, rất là tháo vát, làm việc có năng lực, vượt mọi trở ngại trong nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, nếu sinh vào cuối năm thì thường là an phận. Tuổi Tý mạnh mẽ, cố chấp. Quan trọng là ngũ hành tháng sinh bên cạnh có con giáp nào đi kèm. Ví dụ sinh năm Tý, tháng có Tý Ngọ Mão Dậu là nhóm quân tử cực đoan và cứng đầu. Tháng sinh có Dần Thân Tỵ Hợi là linh hoạt ứng biến theo hoàn cảnh. Tháng sinh có Thìn Tuất Sửu Mùi sẽ bình hòa bao dung, đối nhân xử thế giỏi. Tuổi Tý nếu mệnh ngày sinh thuộc thiên can Ất hoặc Kỷ là có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ, gặp dữ hóa lành. Nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can Nhâm là có sao Hồng Diễm, gian nan tình duyên. Nếu xuất hiện con giáp Thân Thìn hoặc Hợi Sửu trong lá số là cực kỳ dư thủy. Làm thế nào để thay đổi vận trình tốt hơn? Thứ nhất, cải thiện môi trường sinh sống. Môi trường ngay trong ngôi nhà của bạn, không khí và ánh sáng nên trong lành, được xem là phong thủy tốt. Thứ hai là ứng dụng theo mệnh khuyết hoặc là mệnh thiếu. Thứ ba là cải thiện tâm trí theo hướng lạc quan tích cực. Thứ tư là nhân và quả. Hôm nay gieo duyên thiện, mai sau có quả lành. Theo thuật số bát tự tứ trụ, xét năm hoặc tháng sinh nêu một phần tính cách, xét theo ngày sinh cho ra những mật mã khác nhau. Video này giới thiệu về con giáp Tý hoặc là người sinh tháng Tý, tầm 7 tháng 12 cho đến 7 tháng 1 dương lịch. Các bạn tự tra áp lịch Việt, ghi lại ngũ hành của lá số hoặc vào website phongthuykhaitoan.com vào mục tra lá số, tự lấy thông tin. Xem kèm video này sẽ phát hiện nhiều điều thú vị về bản thân. Phần sau video sẽ trình bày tuổi Tý và các tháng sinh. Tuổi Tý và các mật mã liên quan. Hoa cái tại Thìn, sinh năm Tý, lá số ở cột tháng ngày giờ có chữ Thìn là có sao hoa cái. Sao hoa cái đại diện cho tính tình thanh cao, tư chất thông minh, tự làm tự hưởng, có khiếu về nghệ thuật hoặc là tài hoa. Nam có sao hoa cái rất là tốt, nữ có sao hoa cái rất là mạnh mẽ, có thể cô đơn. Dịch mã tại Dần, sinh năm Tý, lá số ở cột tháng ngày có chữ Dần là có sao dịch mã, chủ về biến động, đi xa, xa quê hương, thay đổi công việc, thay đổi chỗ ở hoặc là xuất ngoại. Hàm Trì tại Dậu, sinh năm Tý, lá số ở tháng ngày giờ có chữ Dậu là sao Hàm Trì, chủ về đào hoa, tình yêu trong cuộc sống. Hàm Trì phù hợp với ngành nghề dịch vụ. Người có sao Hàm Trì có khả năng tình dục cao, nếu mà kỵ Thần thì khả năng giảm. Sinh năm Tý, kỵ nhà ở hướng Thân, 232 đến 248 độ Tây Nam. Cửa nhà ở hướng này phạm phải vong thần là mật mã của thị phi. Trong lá số có chữ Dần đại diện cho có sao Hồng Loan, chủ về có tình yêu hoặc là kết hôn. Tính cách tuổi Tý, người mạnh mẽ, cứng đầu, cố chấp là một trong tứ mã cực đoan. Tý thủy tượng trưng cho nước sông cuồn cuộn, có thể đa sầu đa cảm nhưng đa số là người tốt. Tuổi Tý có tài lãnh đạo, thường đóng góp những ý tưởng lớn, sáng tạo trong công việc tập thể. Nếu là lĩnh vực tuổi Tý yêu thích, họ rất là năng động. Họ luôn muốn sự thăng tiến, càng khó khăn càng gian nan, họ càng kiên trì, tỏa sáng. Tình duyên không phải là điểm mạnh của người tuổi Tý. Đường tình duyên người tuổi Tý thường trải qua nhiều khó khăn thăng trầm trong cuộc sống, khá là lận đận. Nữ tuổi Tý đa phần xinh đẹp thông minh, đức tính cầm kiệm. Khi họ dành trọn vẹn tình cảm cho ai đó, họ luôn muốn đối phương phải đáp trả tình cảm lại cho mình. Phần lớn người phụ nữ tuổi Tý trong hôn nhân, họ thường hay chú ý đến hình thức, muốn đối phương có tâm lý tốt với mình. Nữ tuổi Tý họ thường là những người hết mực yêu thương chồng con, rất là yêu trẻ nhỏ, chăm sóc cha mẹ rất là tốt. Vì vậy gia đạo thường êm ấm thuận hòa, và họ hay đòi hỏi sự bình đẳng trong cuộc sống gia đình, hy sinh trong tình yêu. Tuy nhiên họ không thích nghi được với sự gò bó mất tự do. Cải vận theo mệnh khuyết, tuổi Tý hợp với Thân Thìn hoặc là Hợi Sửu. Cách dùng tam hợp lục hợp này mang tính tham khảo, các bạn nên ứng dụng theo mệnh khuyết sau đây. Mệnh khuyết và dụng thần là gì?
Mỗi người đều có một từ trường, một cơ duyên riêng. Từ sinh thần bát tự, tức năm tháng ngày giờ sinh, đây là cơ sở để tra một lá số. Dụng thần là tìm ra ngũ hành một lá số mà thiếu, dùng để cân bằng lá số, giúp vận trình may mắn hanh thông hơn, gọi là thuật cải vận. Tuổi Tý sinh mùa đông vào tháng Hợi Tý Sửu, là mùa lạnh thường dư thủy kỵ thủy, nên lấy hỏa làm dụng thần. Nếu tuổi Tý sinh tại tháng Tý, cực kỳ nhiều thủy và rất là cố chấp, khó khuất phục, có thể đạt được thành tựu lớn nhưng cũng có thể là phá tài. Mệnh thiếu hỏa nên biết màu đỏ, tím, vàng, màu ấm là hỏa, màu hồng, màu cam cũng là hỏa, trang sức các loại đá màu xanh lá hoặc là màu đỏ. Về động vật, ngựa là hỏa, nuôi chó là hỏa, nuôi mèo là mộc. Ăn uống, ăn lẩu, ăn đồ nướng, ăn thịt bò, sô cô la là hỏa. Trên cơ thể, phần đầu, mắt là hỏa, có thể nhuộm ít tóc đỏ. Đồ vật trong nhà, bếp là nhiều hỏa nhất, tivi, lò vi ba, máy vi tính, những nơi phát nhiệt đều là hỏa. Người cần hỏa, treo một bức tranh mặt trời, treo tranh ngựa cũng là hỏa. Các ngành nghề về hỏa, nhà hàng Á, quầy bán lẻ, sản xuất đồ nhựa, điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị chiếu sáng, nhiếp ảnh, các ngành liên quan đến thể thao hoặc là studio mang tính sáng tạo. Tuổi Tý sinh mùa xuân vào tháng Dần Mão, mùa xuân thường dư mộc kỵ mộc nên lấy kim làm dụng thần. Tuổi Tý sinh tại tháng Mão, rất là cố chấp, cực đoan, quân tử, có chí lớn. Người khuyết kim nên biết màu trắng xám là kim, hướng Tây Tây Bắc là kim, trang sức vàng bạc bằng kim loại là kim, đồng hồ tự động, đồng hồ Rolex rất là nhiều kim. Động vật gà, khỉ là kim, ăn uống, ăn thịt đông lạnh, ăn kem, ăn tổ yến cũng là kim. Trên cơ thể, mỗi sáng nên bước xuống giường ở hướng Tây hoặc Tây Bắc, cạo râu nên cạo bằng dao thay vì cạo bằng máy. Đồ vật trong nhà, két sắt, máy lạnh, tủ lạnh, gương đều là kim. Treo một bức tranh núi Phú Sĩ, tranh gà, tranh khỉ cũng là kim. Các ngành thuộc kim, ngân hàng, máy móc, làm giám sát, quản lý, liên quan đến kim loại, cửa hàng vàng bạc, tài chính, kế toán, kinh doanh, chứng khoán, công nghệ, sản xuất phần cứng máy tính, kỹ thuật, cơ khí. Người thiếu kim, làm nghề liên quan đến dụng cụ âm nhạc hoặc là bác sĩ rất là nhiều kim. Tuổi Tý sinh mùa hè tháng Tỵ ngọ mùi, mùa hè hỏa vượng thường kỵ hỏa nên lấy thủy làm dụng thần. Tuổi Tý sinh tại tháng ngọ khá là đào hoa nhưng cố chấp rất là cao. Cần thủy nên biết màu đen màu xanh lam là thủy, trang sức vàng bạc đá quý liên quan đến màu đen màu xanh lam, thạch anh tóc đen. Động vật cá, chuột, rồng, bếp men, người dơi là thủy. Khi ăn uống các loại thủy hải sản đều là thủy. Cơm gà Hải Nam, tổ yến, mộc nhĩ trắng cũng là thủy. Uống trà đá, uống bia lạnh, uống sữa chua cũng là thủy. Đối với cơ thể, gương mặt nên để trắng sáng, nên đeo kính khi đi ngoài đường. Đồ vật trong nhà nên ở gần nguồn nước. Gương là kim thủy, hồ cá, nhà vệ sinh là thủy. Treo một bức tranh về sông nước hoặc tranh củ ngư rất là nhiều thủy. Các ngành nghề thuộc thủy, kinh doanh nước giải khát, tâm lý học, dịch vụ làm xà spa, thẩm mỹ, thủy hải sản, đánh bắt cá, nghề biển, quảng cáo hoặc là quan hệ công chúng đều là ngành thuộc thủy. Tuổi Tý sinh mùa thu vào tháng Thân Dậu, mùa thu kim vượng thường kỵ kim nên lấy mộc làm dụng thần. Tuổi Tý sinh tại tháng Dậu, Tý Dậu đi cùng không ai cãi lại vì rất là cứng đầu. Cần mộc nên biết màu xanh lá là mộc, trang sức các loại đá màu xanh lá, gỗ trầm là mộc. Về động vật, mèo Kitty, mèo Doraemon, thỏ, hổ, mèo đều là mộc. Khi ăn uống rất là thích hợp ăn chay, ăn nấm, rau xanh là mộc. Trên cơ thể nên để tóc, nên để móng, để râu mới có vận tốt. Đồ vật trong nhà, ban công có cây cối, kệ sách là mộc. Đi ngủ mang theo quyển sách. Sưu tầm dài, dép, nón đều là sưu tầm mộc. Trên giường ngủ nên dùng màu ấm. Các ngành nghề thuộc mộc, làm vườn, cửa hàng nội thất, bán hoa, cửa hàng thời trang, thiết kế website, đồ gỗ liên quan đến giấy, tất cả loại liên quan đến cây cối đều là thuộc mộc.
tuổi Tý sinh tại tháng Thìn Tuất Mùi thường là dư thổ nên lấy thủy làm dụng thần. Các bạn xem thêm về thuật cải vận tại hai website hoặc kênh YouTube của tôi. Con người không nên mưu cầu nhiều đến số mệnh của tương lai, không khéo mất đi sự cân bằng của cuộc sống tự nhiên. Chỉ cần tâm tính lạc quan, sống ôn hòa với mọi người, kiên trì với mục tiêu của mình, đối đãi tốt với những người xung quanh, vận may rồi sẽ tới. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.